Đèn năng lượng mặt trời hiện nay thì nó có rất nhiều loại anh chị ạ. Tuy nhiên thì không phải cứ mua loại đèn năng lượng mặt trời nào là về lắp nó cũng sẽ sáng và cũng sẽ phù hợp. Vậy thì cái cách để chúng ta chọn một cái mẫu đèn nó phù hợp với nhu cầu là như thế nào? Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu đèn bàn chải với công suất là 500W. Sẽ tư vấn cho anh chị rất là chi tiết từ cái cách chọn làm sao cho nó phù hợp với không gian diện tích chiếu sáng, cũng như là làm sao để chọn một bộ đèn thực sự chất lượng và phù hợp với giá cả. Và xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng theo dõi và bắt đầu video này. Thế thì trước tiên để giới thiệu về cái mẫu đèn này thì em cũng chia sẻ cho anh chị là đèn năng lượng mặt trời hiện nay nó có rất nhiều loại. Nó phân ra làm đèn trong nhà, đèn ngoài trời và đèn sân vườn. Thế thì khi mà anh chị chúng ta lựa chọn bất kỳ một mẫu đèn nào là anh chị đầu tiên là chúng ta cũng phải xác định cái nhu cầu của mình trước. Ví dụ như anh chị muốn lắp đèn ở trong nhà thì anh chị phải chọn đèn trong nhà. Còn anh chị ví dụ muốn lắp cái loại đèn chiếu sáng sân vườn thì chúng ta nên mua những cái loại như vậy. Thì nó sẽ phù hợp với nhu cầu và nó sẽ tối ưu được cái độ sáng cũng như là diện tích chiếu sáng cho anh chị. Thế thì trước mắt anh chị đang quan sát thì đây là một mẫu đèn bàn chải 500W mắt ngọc của Hoàng Long với mã hiệu là HLC500. Thì cũng thực sự chia sẻ với anh chị là cái mẫu này thì bên em bán khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn bán. Thì tại sao lại như vậy? Bởi vì cái mẫu này thì độ sáng nó rất tốt anh chị ạ, và cái độ bền nó rất là cao. Do đó thì khi mà bán cho anh chị thì rất nhiều anh chị chúng ta muốn mua lại và giới thiệu cho những người xung quanh. Do đó thì bên em hiện tại vẫn kinh doanh với cái dòng này. Và để nói về cái dòng HLC500 này thì nó là một cái dòng ngoài trời. Đấy, thì khi mà anh chị chúng ta mua hàng thì anh chị phải cho em biết là anh chị lắp ở đâu để em tư vấn. Thì khi mà anh chị chúng ta muốn mua lắp ở ngoài trời thì anh chị có thể lựa chọn tham khảo cái mẫu này. Đặc biệt là mẫu này nó có thể lắp ở trên cột chiếu sáng sân vườn, hoặc là đường đi những cái dự án đường nông thôn mới, hoặc là công viên biệt thự, rồi là resort thì lắp cái mẫu này rất là nhiều anh chị ạ. Thế thì cũng có một cái vấn đề nữa mà rất nhiều anh chị quan tâm khi mà chúng ta lựa chọn cái mẫu đèn bàn chải 500W này, hoặc là bất cứ cái mẫu đèn nào thì anh chị cũng đều muốn biết, đó chính là về phần giá cả. Thế thì tiện cái video này thì hiện tại em cũng sẽ báo giá luôn trực tiếp cho anh chị để chúng ta có thể nắm bắt và tham khảo được cái bộ sản phẩm này sẽ là bao nhiêu tiền. Thì hiện tại Hoàng Long đang bán cái sản phẩm đèn HLC500 công suất là 500W dạng đèn bàn chải với giá là 1.500.000 đồng anh chị ạ. Và khi mà anh chị chúng ta mua từ bây giờ đến hết ngày 30/9/2024 thì bên em sẽ làm ra cái chương trình là tặng cho anh chị 20 suất quà tặng là một chiếc đèn treo cổng cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Cái mẫu đèn này nếu mà anh chị nào mà chúng ta đã mua trong thời gian trước thì sẽ được tặng cái này, thì anh chị biết rồi, nó rất là hay, nó rất là tiện lợi và đặc biệt nó sử dụng năng lượng mặt trời nữa, nên là chúng ta không phải tốn tiền điện gì cả. Thì khi mà anh chị chúng ta mua một bộ sản phẩm này trong thời gian từ bây giờ đến hết ngày 30/9 thì bên em sẽ tặng cho anh chị và số lượng sẽ là 20 suất quà tặng. Và đặc biệt khi mà anh chị chúng ta mua hai bộ sản phẩm đèn bàn chải HLC500 này thì bên em có thể sẽ tặng cho anh chị hai bộ này, hoặc nếu anh chị nào mà chúng ta không thích hai bộ này thì bên em sẽ quy đổi ra cho anh chị một bộ khoan sử dụng điện anh chị ạ, khoan mini sử dụng pin. Đấy, thì đây chính là cái bộ khoan của nó. Thì cái bộ khoan này em cũng đã giới thiệu trong một vài video trước rồi. Nó có rất nhiều cái chi tiết cũng như là cái tính năng thì rất là phù hợp cho anh chị chúng ta về có thể vặn ốc hoặc là bắt vít những cái đồ dùng trong gia đình rất là tiện. Đấy, thì đây là cái chương trình khuyến mãi đặc biệt của nó. Và cái suất quà tặng của hộp khoan này là có 10 suất thôi anh chị ạ, bởi vì cái này thì giá trị nó cao. Thì đấy là hai cái chương trình quà tặng của bên em. Một là anh chị khi mà mua một bộ thì sẽ tặng cho anh chị một cái này. Còn khi mà anh chị mua hai bộ thì có sẽ tặng cho anh chị một bộ khoan. Đấy, thì chương trình này áp dụng trong tháng 9 anh chị nhé. Đây, còn sau tháng 9 thì có thể là nó sẽ hết hoặc là công ty sẽ chuyển sang chương trình mới. Thì anh chị nào mà chúng ta quan tâm thì có thể đặt hàng sớm. Thế thì để nói về cái mức giá thì em cũng đã báo rồi cho anh chị là 1.500.000 đồng. Thế thì anh chị có thể thấy là giá thì nó cũng không phải là cao quá mà nó cũng không phải thấp quá. Thì với cái số tiền mà bỏ ra như vậy thì anh chị chúng ta sẽ lựa chọn được một cái sản phẩm như thế nào. Thì mức giá đó là đắt hay rẻ thì ngay sau đây em sẽ cùng phân tích cho anh chị để anh chị hiểu được nó sẽ có phù hợp hay không. Thì một chiếc đèn năng lượng mặt trời thì về cơ bản bản chất của nó anh chị phải hiểu là nó dùng để chiếu sáng. Dùng để chiếu sáng thì cái quan tâm đầu tiên của chúng ta sẽ là về độ sáng, và thứ hai là thời gian sáng. Đấy là cái yếu tố quan trọng và đặc biệt nhất của chiếc đèn năng lượng cũng như bất kỳ chiếc đèn nào. Thế thì về cái độ sáng thì cái mẫu này thì sẽ như thế nào? Thì cái mẫu này khi mà anh chị chúng ta lắp ở trên cột tầm 6m thì nó sẽ chiếu sáng diện tích phủ được khoảng tầm 400-500m2 anh chị ạ. Và cái thời gian sáng liên tục của nó sẽ được trên 12 tiếng. Cái điều này thì bên em chắc chắn là cam kết cho anh chị luôn, thời gian sáng trên 12 tiếng đối với mẫu này. Và khi mà anh chị có những cái vị trí như là sân vườn, đường đi hoặc là trang trại thì anh chị lắp mẫu này cực kỳ phù hợp.
Thế thì tại sao nó lại có thể làm được cái điều là như vậy? Diện tích chiếu sáng rất là rộng và thời gian chiếu sáng lâu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu hình của đèn. Cấu hình của đèn có nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ phải biết về thân đèn như thế nào và tấm pin như thế nào. Đèn năng lượng mặt trời thì bao giờ cũng có hai bộ phận chính là thân đèn và tấm pin. Ngoài ra với sản phẩm này thì nó sẽ có thêm một cái phụ kiện nữa, đó chính là cái bộ tay đòn và cái giá đỡ. Để anh chị khi mà về chúng ta bắt và thao tác lên cột thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì em sẽ phân tích chi tiết từng cái bộ phận một để anh chị chúng ta có thể nắm bắt được. Thì thứ nhất là về cái tấm pin này trước đi. Đấy, tấm pin này thì anh chị rất là dễ nhìn và chúng ta có thể đánh giá bằng mắt cảm quan được ngay. Đấy, ai cũng có thể đánh giá được. Thì thứ nhất là về kích thước của tấm pin, hiện tại Hoàng Long đang trang bị cho nó tấm pin kích thước là 45 x 67 anh chị ạ. Công suất tấm pin là 40W và khi nắng đạt đỉnh là sẽ lên được 45W. Thì đây là tấm pin thế hệ mới. Thì khi mà anh chị chọn tấm pin thì em cũng chia sẻ cho anh chị rất nhiều rồi. Thứ nhất là về cái chất lượng tấm pin thì anh chị chọn cho em những cái tấm pin mà nó có khoảng seo đen nó dày như này này thì nó sẽ là tấm pin đủ. Cái thứ hai là cái công nghệ của tấm pin. Công nghệ tấm pin thì hiện nay trên thị trường nó có hai loại là poly và mono. Thì tấm pin mono nó sẽ có màu đen, còn poly nó sẽ có màu xanh. Thì với cái phiên bản năm nay 2024 mã đèn HLC500 này thì bên em trang bị cho nó là tấm pin mono anh chị ạ. Tấm pin này sạc rất là nhanh và cái điện áp khi mà nó đạt năng đỉnh nó lên rất là cao anh chị ạ, sạc cực kỳ mạnh luôn. Đấy, và đặc biệt khi trong những cái thời gian mà nó nắng ít hoặc là trời mưa gió ở những cái vùng đồi núi nó khuất nắng một chút ấy thì mẫu này nó vẫn đáp ứng sạc được. Đấy, thì đây là cái điểm cải tiến và hay nhất của cái mẫu đèn này trong năm 2024. Đấy, và tấm pin thì kích thước rất là lớn và đằng sau thì sẽ có một cái dây dài khoảng tầm 50cm. Thì rất nhiều anh chị thắc mắc là tại sao không dài, làm dài hơn 5m như giống những đèn pha chẳng hạn. Bởi vì cái tấm pin cái này thì nó lắp ở ngay trên cái tay đòn và đèn thì nằm ngay dưới. Nên là cái khoảng cách nó không xa và khi mà anh chị sử dụng những dây ngắn như này ấy, thì sạc nó lại càng nhanh anh chị ạ. Thì đấy là cái phần tấm pin. Và tiếp theo là về phần thân đèn. Thì cũng đây cũng là cái phần quan trọng nhất để giúp anh chị chúng ta hiểu được. Nhất là về cái thân đèn này. Thân đèn này thì sẽ cấu tạo là vỏ nhôm đúc nguyên khối anh chị ạ. Đằng sau này là vỏ nhôm nhất. Nhiều anh chị khi mà nhìn đây thì cũng không tin, bởi vì là thấy nó sơn cái màu nhám này thì tưởng là nhựa. Thì em cũng chia sẻ luôn là nếu anh chị cảm thấy chưa tin tưởng, anh chị có thể lấy dao anh cạo ra một chút thì chắc chắn là nhôm bên trong nó sẽ màu trắng, còn nhựa nó sẽ màu đen anh chị ạ. Anh chị cứ thoải mái, anh chị kiểm tra. Cái thứ hai là về cái phần chip LED. Thì cái chip LED của cái mẫu này hiện tại đang sử dụng là 60 chip LED 5054. Thì cũng rất nhiều anh chị thắc mắc là tại sao số lượng nó ít thế, trong khi những cái mẫu đèn pha có thể đến 700, 800, 900 chip LED đấy, nhưng mà cái này có 60 chip LED thì liệu nó có sáng không? Đấy thì em cũng chia sẻ lại thêm một chút cho anh chị là cái số lượng nó không quan trọng ở chất lượng anh chị ạ. Cái chất lượng nó mới là cái vấn đề mấu chốt. Thì ở đây nó sử dụng là LED 5054 và cái LED này thì nó hiệu suất sáng rất là cao anh chị ạ, và đặc biệt cái dòng 5054 này thì nó cũng là một cái phiên bản cao cấp anh chị ạ, chỉ có 60 thôi nhưng em khẳng định với anh chị nó có thể sáng hơn rất nhiều so với những dòng 5730 hoặc là 2835 mà sử dụng đến vài trăm LED thì cũng chưa chắc đã ăn được cái mẫu này anh chị ạ. Thì đây là mẫu chip LED 5054 và đặc biệt thì nó lại kết hợp với lại thấu kính bi cầu nữa. Khi mà anh chị quan sát gần anh chị sẽ nhìn mỗi một cái chip LED này nó sẽ có một cái cầu lồi lên để nó khuếch đại ánh sáng, nó tăng cường cái độ sáng hơn. Đấy. Và cái cấu hình sử dụng cho cái mẫu này thì bên em đang sử dụng cho nó là 8 cell pin dung lượng là 48.000 mAh và sử dụng pin đời mới là 32700. Đấy, thì lát nữa em sẽ mở cho anh chị xem thực tế cái pin ở bên trong này nó như thế nào. Thì khi mà anh chị nói về cái đèn thì anh chị có thể quan tâm nhất là vỏ, thứ hai là chip LED và thứ ba là pin. Đấy, thì cái pin bên em trang bị cho cái loại này là 8 cell thì nó rất là nhiều anh chị ạ. Đấy, trong những cái dòng đèn có những cái dòng chỉ 2-3 cell. Đấy, nhưng có loại này thì chạy đến 8 cell thì nó dung lượng anh phải chị phải biết là nó rất là nhiều. Và chính cái điều này nó sẽ giúp làm cái hệ thống này nó có thể sáng mạnh hay không và cái thời gian sáng lâu hay không thì nó nằm ở khối pin này anh chị ạ. Pin này rất là quan trọng nhé và nó gần như là rất là đắt trong cái giá tiền của một cái bộ sản phẩm này. Nên là anh chị có thể thấy là tại sao nhiều đơn vị cũng là 500W nhưng người ta bán rẻ thế, có 700-800 hoặc hơn triệu thôi, bởi vì pin này có thể người ta làm ít hơn hoặc là cái chất lượng pin này nó sẽ kém hơn. Đấy, thì cái pin này anh chị chúng ta mua anh chị cũng cần phải tìm hiểu một chút để tránh mua phải những cái hàng nó kém chất lượng. Còn cái pin này bên em cam kết cho anh chị là pin chuẩn rồi, pin nhà máy xuất xưởng. Bây giờ thì mình sẽ quay thực tế xem là cái pin của cái mẫu HLC500 này nhé, xem nó sử dụng bao nhiêu pin nhé. Cái mẫu này tháo rất là dễ thôi, mình đã tháo sẵn rồi. Các bạn nhìn này, bên trong nó có một khối pin này là 48.000, tức là 8 quả. Mình mở cho các bạn xem thực tế bên trong luôn. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8 đây nhé, 8 cell pin, 32700 đây, 87-2024 đây, 48.000 mAh nhé. Bây giờ em sẽ bật đèn lên cho các bác xem nhé. Đấy,
mọi người có thể nhìn ánh sáng thực tế của nó này. Lắp vào đường đi của xóm hoặc là của làng rất là hợp lý và rất là sáng luôn mọi người ạ. Mọi người có thể quan sát ánh sáng thực tế đây. Và nó phủ cho một cái khoảng rất là rộng. Bởi vì cái cột này ấy, thì em làm nó cao có tầm khoảng độ tầm 3 mét thôi đấy. Nhưng mà nếu mà bác nào 2,5-3 mét thôi. Nhưng mà nếu mà các bác để cái tầm khoảng 4 mét trở ra ấy, thì cái độ tỏa sáng nó còn rộng hơn rất là nhiều đấy. Và nó sẽ cho một cái độ phủ sáng rất là rộng. Ví dụ như mà em để cái khoảng này ấy, thì nó sẽ rộng khoảng độ tầm 200 mét vuông. Đấy, còn nhưng nếu mà ta để cái tầm cao khoảng độ 4 mét thì cái độ sáng của nó có thể đến 450 mét vuông hoặc là 500 mét vuông, rất là ok anh chị ạ. Đấy, các bác có thể quan sát thực tế. Đây là em lắp lên cột và đang tính chất là để test là chủ yếu. Đấy. Tiếp theo là về cái cách thức lắp đặt, chế độ sử dụng cũng như là cái bảo hành của cái chiếc đèn này thì sẽ như thế nào. Thì thứ nhất là khi mà anh chị mua bộ đèn này thì nó sẽ đầy đủ hết tất cả các phụ kiện anh chị ạ. Anh chị chỉ việc chuẩn bị cho em mỗi một cái cột là xong thôi. Bởi vì thứ nhất là cái chúng ta mua là sẽ có một cái thân đèn này. Cái thứ hai là sẽ có một cái tấm pin năng lượng mặt trời mono 40W, kích thước là 45x67. Và các cái phụ kiện để anh chị lắp tấm pin thì nó cũng đầy đủ luôn. Ví dụ như đây là một cái tay đèn này, một bộ chữ U và cái giá đỡ tấm pin. Ngoài ra thì sẽ thêm có hai cái túi ốc vít luôn cho anh chị. Đấy, ốc vít rất là nhiều luôn. Và trong ốc vít này thì có cả những cái lục giác để anh chị chúng ta có thể bắt và lắp nó dễ dàng hơn. Và ngoài ra thì khi mà anh chị mua cái sản phẩm này thì cũng sẽ kèm theo một cái remote điều khiển từ xa để anh chị chúng ta có thể bật tắt, tăng giảm độ sáng, hẹn giờ và các cái chế độ khác khi mà chúng ta sử dụng theo cái nhu cầu. Còn mặc định cái sản phẩm này là bên em đã cài đặt cho anh chị là tối tự sáng và ban ngày tự tắt rồi anh chị ạ. Và khi mà anh chị mua thì bên em sẽ tặng kèm cho anh chị thêm một cái móc khóa này nữa và một phiếu bảo hành chính hãng của công ty Hoàng Long trong vòng 2 năm. Trên này thì có thông tin địa chỉ công ty rõ ràng. Địa chỉ công ty của bên em là Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương và số điện thoại là 0865 999 545. Hàng của công ty Hoàng Long Solar anh chị nhé. Tất cả các thông tin đều rất rõ ràng. Đằng sau này thì có hướng dẫn lắp đặt để cho anh chị chúng ta dễ dàng thao tác hơn. Thì trên đây em đã giới thiệu cho anh chị về cái mẫu đèn HLC500 bàn chải mắt ngọc 500W của Hoàng Long. Tất cả từ giá bán, thông số kỹ thuật, tư vấn cho anh chị lắp đặt như thế nào, phụ kiện kèm theo và chính sách bảo hành. Thì rất mong là qua video này thì anh chị chúng ta có thêm một cái sự lựa chọn. Và nếu anh chị nào quan tâm về cái sản phẩm đèn này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Long theo số điện thoại là 0865 999 515 hoặc là truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.